Xin chào tất cả mấy anh chị. Hôm nay là một ngày trọng đại và cũng xin chúc mừng Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên có được cái Age Lock Wingspan. Nhưng mà sẵn đây thì cũng có một cái tin vui mà anh chị muốn chia sẻ với mấy anh chị, đó là tất cả các sản phẩm Wingspan hay là ở Mỹ gọi là Age Lock Youth nó đều có cái mật mật số, cái mã số ở phía trong anh chị ha. Và tất cả những sản phẩm nào bán online hay bán phá giá anh chị, công ty người ta sẽ bỏ tiền người ta mua lại và người ta sẽ scan cái con số đó và người ta sẽ biết ai là người tung cái hàng này ra ngoài bán phá giá hoặc là có thể gây cái xáo trộn cái thị trường anh chị. Và công ty sẽ cắt mã số, công ty đã làm việc đó và đã một số anh chị vi phạm đã bị cắt mã số, và đặc biệt với cái wide span anh chị, đó là cái tin vui mà anh chị, để tránh cái tình trạng là một số mấy anh em và một số người ở ngoài mấy anh chị, nhất là ở Việt Nam anh chị, chắc chắn sẽ có cái tình trạng bán phá giá. Mình yêu cầu tất cả mấy anh chị khi được những cái tin gồm có số phone, điện thoại, mấy anh chị báo ngay cho công ty mấy anh chị, vì đây là một trong những cái biện pháp rất cứng rắn của công ty đối với một cái sản phẩm mà mình tin rằng nó sẽ là một cái bước đột biến rất tốt cho cái tương lai của Nu Xin ở Việt Nam và khắp mọi nơi trên thế giới. Xin chào tất cả mấy anh chị.